Hello nhá, em Công Pro Audio hôm nay lại giới thiệu cho các bác một mẫu mic có dây của hãng Tomahawk, thương hiệu của Nhật Bản các bác nhá. Thương hiệu của Nhật Bản, và tay mic này em đánh giá là cực kỳ cao và tiếng thì cực kỳ sáng. Giá một chiếc là 400.000 và một đôi là 750.000 các bác ạ. Các bác lấy một đôi 750.000 và em sẽ bao ship cho các bác. Rất là ok. Đây này, em có trưng bày khoảng chục chiếc thôi. Em về được khoảng 200-300 chiếc thì các bác tha hồ đặt hàng các bác nhé. Rất là nhiều. Và mic cực kỳ đẹp. Thiết kế của dòng mic này thì các ca sĩ, đấy, các bác nhìn ca sĩ thường người ta dùng cái mic này, người ta hát phòng trà các bác nhé. Nên là chất âm thì không phải bàn cãi. Mic này ưu tiên về độ trung thực và lời cực kỳ sáng. Các bác dùng các cái loa nằm thì lời nó không được tiếng sáng, thì các bác nên mua những cái loại mic như này thì lời nó sáng, bát mic rất là nhạy. Và chỉ mic này thì thiết kế cũng đơn giản thôi, nó công tắc tắt và bật đấy. Một cổng kết nối Calon ra 3.5 rất là ok. Rất là đẹp các bác ạ. Đấy, trong clip ngày hôm nay thì em cũng giảm giá bình thường thì mic này cũng phải 700.000 một vài các bác nhé. Trên thị trường mic này rẻ nhất thì cũng 700.000. Đấy, em cũng giới thiệu qua thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những clip lần sau.